trên 500 cây rồi. Giờ mình sử dụng thử một cái loại sản phẩm mới này là bảo vệ nhớt, bảo vệ động cơ, tăng sức mạnh của động cơ. Mình sẽ thử cái này cho một bạn bán, rồi mình sẽ cảm nhận cái này với các bạn sau. Siêu chưa mở. Nhãn hiệu có trên chai nè. Được, các bạn cho một like ủng hộ. Nhận sức mạnh của động cơ là số 1. Cái này là chỉ có 125 phân khối thôi, chứ không phải là 250 nha các bạn. Sau khi test sản phẩm dung dịch mà để hỗ trợ bôi trơn động cơ nè, và cảm nhận rất là ok, các bạn tin tưởng sử dụng.